Kệ tôi. Nói nữa là trả bài đấy. Rồi mọi người ơi, mở bài ra, mở bài ra. Học tiếp các bạn. Hôm nay mình sẽ cố gắng cho xong phần cơ bản của giáo khoa này, của bên ra lên lên K nha mọi người. Rồi giao khoa sống. Thế nào là giao khoa các bạn? Rồi giao khoa sống là gì? Giao khoa sống là gì các bạn? Giao khoa sống nghĩa là những cái sống nó giao rồi nó pha với nhau. Đúng rồi, những sống giao và pha nhau. Ok không? Ví dụ ha, thầy có hai sóng. Sóng thứ nhất là sóng S1. Sóng thứ hai là sóng gì ạ? S2. Được rồi. Thằng này nó sẽ tạo ra một cái sóng lan lan lan. Thằng này sẽ tạo ra một cái sóng gì? Lan lan lan. Và sẽ có những cái nơi á, nó tạo thành những cái gì bạn? Những cái lồi lên, gọi là những cái đường gì? Đại. Và những cái nơi xong rồi lõm xuống là đường gì? Cực tiểu. Và để biết từ cực đại hay cực tiểu, người ta xét một cái điểm mờ bất kỳ. Đâu rồi, điểm mờ bất kỳ ha. Và hai cái sóng này nè, chúng ta cái điều kiện á, cái trường hợp mình đang xét đơn giản nhất mà chắc chắn sẽ có trong đề thi mọi người, đó mọi người 100% chỉ trường hợp này thôi. Đó là trường hợp hai sóng như nào mọi người? Hai sóng như nào bạn? Cùng gì bạn? À, cùng pha nhau ha. Ví dụ OBT như thế này, cùng pha biên độ như chắc là của đất pha. Rồi. Rồi ok. Vậy tiếp tục mọi người ơi, vậy thì sóng đây. Vậy thì có phải hai cái sóng này chính là hai sóng tới mờ không? Phải không? Không. Hai sóng này là hai sóng ngang nguồn phát ra. Rồi. Hai sóng này nha, nó lại là hai sóng U1 và U2 này là hai sóng từ nguồn nó phát ra, từ nguồn nó phát ra. Vậy sóng tới là U gì đó bạn? U gì? U1 truyền đến mờ. Và U2 truyền đến gì bạn? Đến mờ. Được không? Và chắc chắn điểm 1 và điểm mờ ai sớm ai trễ? Ai sớm? Ai sớm thì ngừng. Khi sóng từ 1 đến mờ ai sớm? 1 sớm hay mờ sớm? À 1 sớm. Còn mờ gì? Mờ trễ. Cho nên U1 mờ sẽ là A cos. Được không? Omega T. Nhưng mà do trễ pha cho nên có là trừ với bạn 2mi D1 chia cho lambda. Đổi không? Thứ hai, sóng 2 đến mờ thì sóng ở nguồn 2 nha mọi người. Đây nhớ nha, đây là tại nguồn nha bạn. Tại nguồn. Còn đây tại mờ nè, 2m thì nó sẽ là gì các bạn? A cos omega T trừ trừ gì ạ? 2mi D mấy? V2 chia cho lambda. Và điểm mờ này chịu mấy sóng tới? Hai sóng tới. S1 tới mờ và S2 tới mờ. Được rồi, nó chịu hai sóng tới nè. Vậy điểm mờ, thực chất ra điểm mờ nó là một hằng chịu tổng hợp bởi mấy rộng vậy? Hai rộng. Là gì ạ? 1m và 2m. Được rồi. Do đó sẽ có các trường hợp chúng nó lệch pha cùng nhau, cùng pha thì sẽ tạo thành những đường như vậy cực đại lên đó. Và nếu như ngược pha thì sao bạn? Tạo những cái gợn như vậy cực tiểu. Ok mọi người. Rồi về giao thoa sống các bạn, nó sẽ tạo ra những cái đường cực gì các bạn? Cực đại. Và sẽ tạo ra những đường như vậy cực gì ạ? Cực tiểu. Trước khi đến cực đại cực tiểu thì cực đại đúng với trường hợp hai cái sóng này như thế nào? Pha như nào? Cùng pha. Còn cực tiểu thì hai sóng này như thế nào? Ngược pha. Nghĩa là mình phải quan tâm đến gì mọi người? Độ lệch pha. Vậy tùy vị trí nha, D1, D2 khác nhau. Chào, các cái gì khác nhau. Rồi, vậy độ lệch pha bằng gì các bạn? Lấy cái này chữ này. Có phải sau khi trừ, trừ của trường hình cộng, mình có là 2 mi phần lambda mở ngoặc D1 trừ D2 không? Được rồi. Ok. Được rồi. Được chưa? Vậy thì trường hợp cực đại đồng nghĩa với việc rằng là lệch pha bằng gì bạn?
cá, hai mì cùng pha. Ok. Còn những hạt cực tiểu ứng với nó là gì vậy Bình? Ngược pha thì đây nó phi bằng gì? Đang nói về độ lệch pha chứ không nói về phải hiệu lệch cách. Hai nguồn ngược, hai cái này ngược pha nhau thì sao? Gì? À, tôi nói về nhà học bài mà tôi cảnh cáo rồi bây giờ chưa học nữa. Ngược pha thì trường hợp lệch pha bằng gì? Ngược pha thì bằng gì các bạn? Nghĩa ra ngược pha thì bằng gì Ngân? Đúng rồi, 2k cộng 1 nhân gì? Nhân bi. Rồi, đất ơi. Số lẻ lần bi. Được rồi. Và sau đó mình thay cái biểu thức này vào, chúng ta sẽ tìm được rằng là nếu như cái điểm cực đại thì hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng gì các bạn? Bằng k lambda. Được. Và thay cái này vào đây, hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng gì các bạn? K cộng 0,5 lambda, chính xác. Được. Vậy nếu như nó là điểm cực đại thì hiệu khoảng cách bằng số gì? Nguyên lần lambda. Còn nếu như cực tiểu thì bằng số gì? Bán nguyên lần lambda. Và K là con số nguyên. Ok. Được không? Được rồi. Rồi, chúng ta nhớ ha. Hai cái phải nhớ. Và nhớ biểu thức độ lệch pha giùm mình một cái mọi người. Đừng quên. Ok. Được. Phút đóng thầy của mình. Rồi, tiếp. À, bây giờ xét cái mặt hình ảnh. Vậy điểm M mọi người ơi, D1 bạn nào? Đây. D2 bạn nào? Đây. Ok không? D1 là cách từ nguồn cái điểm cho mình xét. Nguồn 1. Nguồn 2 cho mình xét. D2. Rồi ok vậy nào mọi người ơi. À, hình ảnh bây giờ như thế này nè. Hôm qua tôi nè với thằng gì á. Thầy thằng Hưng mất nè. Ờ, thằng Thị mất nghỉ. Rồi nhìn nữa bạn. Về hình ảnh là gì? Đây là hai nguồn. Đúng không? Đúng không? Đường trung trực của mình là đường gì bạn? Đường cực gì? Trung trực là đường gì bạn? Cực đại. Ứng với K bằng? Không. Mấy lambda? Không lambda. Không lambda là gì mà mọi người biết đó. Ứng với K bằng không nghĩa là hiệu đường đi bằng không lambda. Chứ vậy? Bên trên dưới này là chỉ số K, còn bên trên là hiệu gì bạn? Hiệu khoảng khoảng cách. Được không? Và cực đại kế tiếp K bằng mấy? K bằng 1. Đối xứng qua K bằng -1. Tiếp bên này K bằng 2. K bằng 2. Được không? Được không ạ? À? Rồi, vậy ở đây là không lambda nè. Vậy hiệu D1 trừ D2 là mấy lambda? 1 lambda. Ứng K bằng 1 hay vô. Được không? Tiếp, K bằng mấy đây? 2 lambda, K bằng 2 này. Thay 1. Ok. Tương tự, K đây là trừ 1 lambda và trừ 2 lambda. Và giữa hai cực đại liên tiếp, chúng ta sẽ có một cực gì bạn? Một cực tiểu. Đố người cực tiểu này K bằng mấy? Vậy vậy K là 0,5 hả? K là gì? K bằng 0. Hiệu là bao nhiêu? 0,5 lambda. Ok không? Hả? Không hả? Rồi vậy K bằng 0 vô thì D1 trên 2 bằng mấy? 0,5 lambda. Đúng không? Ok. Rồi tiếp. Bây giờ K bằng 1 thì là 1,5. 1,5 lambda nằm giữa 1 và 2 đúng không? Rồi đây, thằng số 2. Vì K bằng mấy mọi người? K bằng 1. Thế đây là 1 phải gì? 1,5 lambda. Ok. Tương tự mọi người ơi, K bằng trừ 1 nắm đó bạn. Nắm đâu mọi người ơi? Bên này K bằng trừ 1.
Thì khi k bằng trừ 1 á, trừ 1 cộng 0.5 bằng trừ 0.5. Không, trừ 1 ở giữa là trừ 0.5. Tương tự k bằng mấy mọi người? Trừ mấy? K bằng trừ 2, thì đây là trừ gì? Trừ 1.5. Được không? Được rồi. Hình ảnh này mọi người phải nhớ. Bài giao sống không khó nha mọi người, đề thi không khó phần giao khoa. Mọi người chỉ cần việc nhớ hình ảnh này trong đầu, mọi người thấy mò được bất kỳ bài giao khoa nào hết. Mọi bài ha, mọi người từng nhớ hình ảnh này nào được mò được. Bài làm bí ha, vẽ hình ra rồi căng căng gì cũng ra luôn. Được rồi, nhớ hình ảnh này. Đặc biệt là gì các bạn? Đó là một số bạn làm bài á, mọi người cực đại luôn là đường gì mọi người? Đường chính giữa. Đó, cực đại là đường chính giữa. Và các k cực đại bị gì các bạn? Đối xứng này. 1 trừ 1, 2 trừ 2, 3 trừ 3, 4 trừ 4. Nhưng cực tiểu số k đối xứng không? Không, không nằm bên. Vậy thì k bằng 0 nằm về phía gần S1, S2. S2 là để cho bạn. Mọi người làm về nhà, tất cả mọi người khi làm câu số 3 các bạn. Câu số 3 thầy đã up trên đề cương, up trên gì ạ? Group S. Thầy ghi kỹ câu số 3 cực kỳ luôn mọi người, lên group S rồi ha. Nhiều bạn, rất nhiều bạn lấy số K bằng 0 để mọi người tính là, trong khi đề kêu hỏi nhìn giữa bên trái. Mà K bằng 0 là nửa nào? Nửa phải. Được rồi, thầy đã ghi rất rõ trên đó, thầy làm cả hai cách cho mọi người luôn. Mọi người chịu khó coi thử ha. Ok. Rồi, chúng ta nhớ hình ảnh này. Vậy phía bên trên này nè mọi người, đây là cái đống thầy ghi là hiệu D1 trừ D2. Còn cái đống này là đống nói gì vậy các bạn? Nói về K. Ok. Có bài không? Có bài dài không? Sao? Thôi. Cũng giống vậy. Cười không? Vô chưa? Chưa. Sao Sơn không gửi tại hai bạn luôn? Sao giờ sao kỳ cục vậy? Chưa. Rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta sửa bài nha bạn. Chúng ta hãy mở đề cương ra xem giùm thầy câu số. Câu số 3, trang 61. Đây là câu thầy đã sửa rồi, tuy nhiên thầy vẫn muốn nói lại cho các bạn nha bạn. Chúng ta nghe kỹ bạn. Để tìm cực đại hay cực tiểu trên một đường thẳng bất kỳ, mình có 3 bước. Bước 1 xét điểm trên đường đó. Bước 2 là tìm cực đại, cực tiểu. Bước 3 ta chạy. Rồi, chạy đầu này đến đầu kia. Chỉ cần chạy thôi, bạn không gọi gì hết. Rồi mọi người coi câu 3 ha. Ở trên mặt nước ta có hai điểm A và B cách nhau 22,4 cm các bạn. Rồi, khoảng cách là 22,4. Hai nguồn kết hợp cùng va phát ra hai sóng có mức sóng là 4 cm. Được không? Trong vùng giao thoa, M là một điểm thuộc trung trực. Chả biết đó là điểm nào cả. Trời đại. Và nó yêu cầu rằng gì mọi người? Trên đoạn AM này có bao nhiêu điểm cực tiểu giao thoa ha mấy bạn? Rồi AM ha, thầy ghi. Đây, thầy vẽ ra cho mọi người. Vậy nó hỏi trên đoạn này nè, có nhiều cực tiểu. Từ thường một bài này mọi người có hai cách làm. Một cách làm cho những người mới vô á là mình tìm cực đại cực tiểu cái AB. Được không?
Sau đó mình lấy bên nào? Bên trái thôi. Được, thì lấy bên trái thôi. Đúng không? Mà chúng ta để ý đi mày. Trên AM thì cứ mỗi cái đường vân giao hoa sẽ cắt AM là mấy điểm? Mấy điểm? Một điểm. Vậy mình tính số cực đại nằm phía bên trái, sau đó mình chia đôi, đúng không người? Là xong. Ok không? Vậy bây giờ ha, cách 1. Cách số 1 của bạn, đó là các bạn sẽ tìm cực đại điểm chính giữa hay là điểm O ha, cực đại và cực tiểu trên đoạn AB. Mà bài toán cùng pha, chúng ta nhớ luôn đi mọi người ơi, nếu là cực đại, cực đại trên AB nha, trên khoảng cách với hai nguồn đó, giữa hai nguồn, mình nhớ luôn nước này nha mọi người, bởi vì nước này rất dễ nhớ, không có gì khó hết. Đó là K bé hơn, lớn hơn đại nào bạn? AB phần gì? Lambda, bên này là với bạn trừ AB phần lambda. Chứng minh chưa? Chứng minh rồi, bữa trước. Đó bạn, nhớ luôn. Chú ý, không được phép lấy cái bằng ở nước này, vì lý do AB là hai nguồn. Mà hai nguồn thì không có vụ mà nguồn cực đại, nguồn cực tiểu nha. Nó dao động riêng của nó. Đó bạn, không được bằng này. Vậy đây cực đại, nhưng để ở cực gì? Để ở cực kỹ bạn. À, cực tiểu. Vậy cực tiểu mới làm gì mỗi bên? Mỗi bên mới làm gì bạn? Nếu ở cực tiểu mỗi bên làm gì? À, trừ bớt 5 mỗi bên nè. Rồi, rất dễ hả mọi người ơi. Rồi, mình thay số vào tính được nhiêu ạ? Nhiêu trừ 22.4 chia 4 là bấm đi, lấy cái tấm thẻ hết pin rồi. Khác tất cả mãi nhau. Trời ơi. Sao sao như như trừ mấy? Trừ 6.1 đến 5 phẩy mấy á? 5 phẩy mấy? 5 phẩy 1. Đồng ý không ạ? À? Được không? Vậy đâu là những đường nằm phía bên trái bạn? Đâu những đường nằm phía bên trái? Trừ 6, trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1 và 0. Đúng không? Không nằm có bên trái không? Không có nằm bên trái không? Không. Thấy không bạn? Rõ ràng nếu mà làm vậy rất nhiều bạn chọn không luôn. Vậy ha, mình chỉ lấy đâu đâu bạn? Trừ 6 nè, trừ mấy nữa? Trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1. Mấy điểm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mà mỗi bên cực tiểu này sẽ cắt cái đường AM mấy điểm? 1 điểm. Vậy thì có bao nhiêu điểm trên AM? Cũng 6 điểm luôn. Các bạn là câu. Câu gì? Đó mà. Chú ý ha, không có K bằng 0. Thầy đã giải rất kỹ trên Messenger về đọc câu đó. Đó rồi. Đọc chưa, đọc chưa? Đọc Messenger chưa? Thầy có lên câu rồi đi học luôn. Ok, về thử đọc nha. Rồi về cách 2 mọi người. Cách 1 mình xét số cực đại cực tiểu AB rồi chia nửa ra. Rồi cách số 2. Cách số 2 là cách, có bạn làm là cách số 2 không? Cách 2 mình xét đại, xét một điểm ở đâu vậy? Trên gì? AM, điểm đại đặt điểm gì vậy? Điểm E chẳng hạn. Rồi. Rồi. Và để điểm này là cực tiểu thì hiệu khoảng cách phải bằng gì các bạn? Bằng gì? Số bán nguyên lận lambda. Sau đó ta cho E chạy trên từ A đến M. Đúng không? Vậy khi E trùng A, D1 bằng mấy? Gì vậy? Trùng đây mà. Khoảng cách từ nguồn 1 đến điểm mình xét điểm E bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Từ nguồn 1 nè, mình điểm xét ngay đây luôn. Khoảng cách đó là 0. Được. Khoảng cách từ nguồn 2 đến điểm mình xét bằng mấy? Trừ gì? Trừ A B. Đúng không? D1 như D2 mà. D2 là B. Rồi tiếp, khi mình cho E chạy đến M,
Thì D1 là khoảng cách từ nguồn 1 đến M là mấy? AM. Từ nguồn 2 đến M là mấy? B. B1. Được không? Được rồi. Ngân được không? Nhớ cái dạy điểm này không? Hả? Ok, khi E trùng A nè, D1 là mấy? D1 gì nhớ không? Là khoảng cách từ nguồn 1 đến điểm mình xét là 0. Đúng chưa? Trừ D2 là khoảng cách từ nguồn 2 đến điểm mình xét là lại nào? Nguồn 2 này, điểm mình xét là lại nào? AB đúng không? Còn điểm M là AM và BM. Rồi vậy bây giờ mình trừ nhau mọi người ơi. Vậy suy ra có phải trừ AB bé hơn K cộng 0.5 lambda không? Mà AM và BM nó bằng nhau, cho nên bằng mấy luôn? Bằng 0. Suy ra K là nhiêu? Hình như K nó cũng sẽ chạy từ là trừ 6.1 đến gì? Đến 0. Nhưng có lẽ 0 không? Không, vì K bằng 0 là đường chính giữa cực đại, không sai hết. Vậy như trừ 6, trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1 cùng 6 điểm. Hai cách. Cách nào dễ hơn? Cách nào? Cách 2 tổng quát hơn. Và cách chữ 2 lại tiếp là 3/4. Và cách chữ 2 lại tiếp là 3/2. Đúng không? Vậy xin x bằng 3/4 là gì? Cái trên trừ AM. Để cho. Ủa em làm gì đây? Là cho nguồn tại M đúng không ạ? Hơn nhận đúng. Xét trên AB. Rồi AB là cái thì cắt tay cái. Cứ AB cắt lần, mình cắt tay lần. AB thì xét bên trái thôi. Thằng nào bên trái thì lấy. Cái gì công thức mà không? Chứng minh rồi, chứng minh ở câu ví dụ 3.1A. Cực đại trên đoạn AB đó mọi người ơi. Luôn có phải từ trừ AB bằng lambda đến AB bằng lambda. Còn này thì mỗi bên trừ bớt 0.5. Ví dụ 3.1A nhớ luôn nha. Cực đại, cực tiểu trên khoảng nối hai nguồn, mình nhớ công thức này làm cho lẹ. Bữa đóng khung luôn rồi đó. Có gì không? Đó gì vậy? Không đi cái đó là AB thằng lambda á. Chuyển thuế qua AB thằng lambda. Khi nào các bạn không? Tiếng này sẽ nói cái gì hả các bạn ạ? Tí nữa thầy sẽ nói các trường hợp với bạn và với bạn cái này nha. Rồi ok mọi người, bây giờ mọi người nhìn tìm thầy cái này. Bây giờ mình đến với phần tiếp theo đó bạn. Ủa sao cái này để hồn xả mới dễ vậy? Một dễ thôi, chứ hai nó hai dễ rồi. Chỉ thứ hai rồi. Hả? Ủa cái thứ hai rồi nè. Trời tức ghê, phần của tao luôn luôn thiếu thốn. Chuyên gia phòng này. Một bên không là có tính luôn. Không, không phải một bên thôi. Đấy nhìn là phía bên trên đoạn OM, đoạn OM hay đoạn ngang trong đoạn OM. Biết được xin sẽ ghi rõ khi nào đoạn khoảng những chữ đó sẽ một cái rồi các sẽ cùng đi khác tiếng Việt có lạ không? Rồi bây giờ mọi người ơi, bây giờ mình đã đến một trường hợp như này nè. Nghe ha, mọi người học sóng rồi đúng không? Sóng khoảng cách giữa hai đỉnh là nhiêu? Hai đỉnh sóng khoảng cách là nhiêu vậy? Làm đà đúng không? Hai đỉnh cùng pha. Ok, làm đà. Rồi giờ ngó.
Bây giờ như thế này, bây giờ mình sẽ xét các điểm A, B là hai nguồn sống. Được rồi. Chào cụ ba. Thằng quỷ chính giữa chính là thằng trung trực cực đại. Đúng rồi. Được không? Và bây giờ người ta xét một điểm. Người ta xét một điểm. Một điểm trên AB đó này. Đặt điểm M M trên AB. Được rồi. Vậy bây giờ muốn M là cực đại thì mình phải có điều kiện gì? D1 trừ gì các bạn? D2 bằng gì? K bằng đạt. Đúng không? Để M là một cực đại. Đồng ý các bạn? Hình như không? Và để M là cực đại gần ô nhất là K bằng mấy? Gần sát ô luôn á, kế bên luôn là K bằng mấy? Bằng 1 thì cho K bằng 1 bằng đạt. Đúng rồi. Vậy bây giờ người ta không hỏi D1 gì D2 mà người ta hỏi khoảng cách từ M đến trung điểm O. Thế đặt đoạn này là đoạn X. Người ta hỏi X là gì? Các bạn, nó không hỏi được cái đề 2 nha. Hiểu khoảng cách. Mà hỏi khoảng cách từ điểm M đến trung điểm. Ok. Rồi mình làm lý toán mọi người. D1 có phải là AM. Đúng không? Đây là D1. D2 là khoảng cách từ nguồn 2 đến M. D2. D1 là AO cộng gì? Cộng X. Đúng rồi, đúng rồi. Mà D2 chính là gì bạn? BO trừ gì? Trừ X. Đó. Mà AO và BO bằng gì? Bằng nhau. O trung điểm mà. Dùng được mấy ẩn X đó bạn? Mấy X? 2X. Tức bằng là gì? 5 đạt. Vậy ta suy ra được X của mình bằng mấy? 5 đạt gì hả? Nghĩa là O là cực đại. Điểm gần O nhất là một cực đại. Nghĩa là khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là mấy lambda bạn? Lambda chi hai. Ok đó bạn. Đó. Vậy khác cái thằng kia, hai đỉnh là lambda. Thì thằng giao hoa ha, khoảng cách giữa hai gợn sóng lồi lên gọi là hai cực đại á, thì khoảng cách giữa hai cực đại nào người? Đây cực đại. Cực đại. Cứ khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp là mấy lambda này? Lambda phần 2. Chia đôi xuống. Đó, đỉnh sóng chia đôi xuống. Đó, mình thường học sóng cơ á, truyền sóng á, khoảng cách giữa hai đỉnh là lambda. Thì bây giờ khoảng cách giữa hai cực đại hay người ta gọi là hai cận lồi liên tiếp là lambda phần 2. Ủa vậy giờ hỏi. Vậy xét thành cực tiểu. Vậy giữa cực đại cực tiểu nhiêu? Đó là mấy? Lambda phần 4. Đúng không? Ok. Rồi các bạn. Và từ đây chúng ta còn rút ra một điều nữa để cũng thường xuyên hỏi. Nó cũng không hỏi hiệu khoảng cách, nó hỏi khoảng cách từ thành điểm mình xét đến trung tâm. Thì ta lại có một ý, đó là D1 trừ D2 bằng gì? Bằng 2 lần X. Trong đó X là khoảng cách từ trung điểm đến điểm mình xét. Đây là X này. Rồi, vậy chúng ta mở sang trang số 2. Rồi, mình mở sang trang này các bạn. Đây ha. Đây là x à, thầy có chứng minh D1 trừ 2 là 2x. Vậy khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp sẽ luôn là số nguyên lận lambda phần 2. Đâu đâu, xét từ tâm O tính ra. Ok mọi người. Rồi, còn khoảng cách giữa cực đại với cực tiểu lần nhất là lambda phần mấy? Lambda phần 4. Ok. Vậy từ đây ha, có nhiều bài mọi người không cần phải ngồi chạy ca. Mọi người tự nhẩm cũng ra được luôn. Cái gì? Cái gì? À, hỏi gợn sóng hình ảnh như thế nào đúng không?
À, bốn bình học sâu ha các bạn. Đây mọi người ơi, đây là một lượng sống. Đó các bạn, đây là một lượng sống đủ nè. Thằng kia nó giao thoa bên nguồn kia giao thoa tiếp. Đây là hai cực đại liên tục nè. Lambda phần 2. Đọc xin hai trắng. Đó. Thứ hai lượng liên tục nè. Lambda phần 2, nghĩa đây nó bồi nhau. Nó đụng với nhau. Không, hai xét hai cực liên tục. Bây đây là hai sóng nó chồng với nhau. Đúng. Dễ hơn xấu quá nhưng mà đây là cái nặng của nó. Một nguồn là một lambda, nhưng mà hai nguồn thì nó bùi lên nhau mà. Đúng không? Thằng này đè lên kia. Ok mọi người ơi, vậy trong truyền một sóng, khoảng cách giữa hai tỉnh là lambda. Mà giao thoa khoảng cách giữa hai cực đại là lambda phần mấy? Phần 2. Ok không? Rồi nhớ các bạn, ghim vô đầu mình cái mọi người để hay hỏi thương xương, hỏi hai mấy này. Rồi ok, sau khi ghim này mọi người xuống ví dụ tiếp các bạn ơi. Ví dụ 1.2 trang 5-6. Rồi nghe các bạn ơi, một thí nghiệm cho khoa tần số là nhiêu các bạn? 50 Hz. Khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp. Rồi, khoảng cách này nhiêu các bạn? Nhiêu các bạn? Là bằng 2 mm. Ủa, vậy 2 mm là lambda phần mấy? Lambda phần mấy? Phần mấy? Cái này giữa cực tiểu cực đại mà. Là nó phần 4, còn cực tiểu là phần mấy? À, lambda phần 2 ha. Đúng chưa? Rồi, suy ra nó còn nhiêu mọi người? Lambda là 4 mm. Ôi trời ơi. Nó hỏi tốc độ truyền sóng là V bằng lambda như nét. Câu này nó quá khó luôn á. Siêu khó luôn, 450 là 200 câu A. Hình dung được chưa? Được rồi. Phúc học gì Phúc? Bớt cười lại. Thi thi ngành gì? Ngành A1 thi gì? A1 thi dạy. Ngành gì? Tương lai công nghệ. Tương lai công nghệ. Hoặc là công nghệ. Ồ. Ồ, giữ bớt nơi giờ này đó. Học luật là phải có kỹ năng phản biện đúng không? Kỹ năng lập luận đúng không? Đúng. Lý luận lập luận không được nữa, phải lập luận luật hai. Thôi học đi, học điểm cao cho đời này lập luận. Chứ điểm thấp là mình cãi lộ mà vậy lớn. Vậy cháu bộ nhai không mà trời ơi. Rồi bạn ơi, tiếp với mọi người. Rồi bớt nói thì bớt nói thì bớt bày chuyện cho hai nó nói dựng cái quay lên. À mọi người ơi, bây giờ mọi người hãy xem câu số
số 5. Làm gì sau 1? Nè nè, ba cô gái bớt thường. Rồi, trước khi đến câu này, chúng ta hãy nghe một chú ý như sau, đốt lại luôn mọi người ơi. Mở tập ra đóng khung luôn này. Rồi mọi người ơi, nghe. Định nghĩa các điểm cực đại là các điểm mà sóng tới dao động gì? Hai sóng tới, nó như thế nào nha các bạn? Cực đại là hai sóng tới điểm M như thế nào nha, mặt pha cùng pha. Được không? Vậy mọi người, vậy thì biên độ của cái điểm dao động đó có phải là A không? Có phải bằng biên độ của 26 không? Phải không? Không. Rồi. Rồi. Mà biên độ của những điểm cực đại ha, nó sẽ bằng gì các bạn? Tổng biên độ của 26. Đúng rồi, vì cùng pha mà. Cùng pha thì biên độ tổng hợp bằng tổng hai biên độ. Và biên độ của những bé cực tiểu bằng gì các bạn? Bằng gì ạ? Hiệu của hai biên độ thôi. Hình dung không? Đó rồi. Đó vậy ạ. Sóng tới là hai sóng cùng pha thì là cực đại, thì là tổng biên độ. Còn cực tiểu thì là hiệu biên độ. Rồi bài này bảo nguồn kết hợp hai sóng AB cách nhau 20 cm. Vậy đố mọi người biết nguồn kết hợp là nguồn gì trả bài? Nguồn gì anh Sơn? Nguồn kết hợp là nguồn gì ra ngành? Là nguồn kết hợp. Cô gái chưa đi mới trốn tiếp. Nguồn gì? Gì? Nguồn kết hợp là nguồn gì? Trả lời. Rồi không biết. Nguồn kết hợp là nguồn gì? Trời ơi. Nguồn kết hợp có hai cái. Thứ nhất là cùng với bạn, cùng phương và cùng tần số. Hướng cái gì mà hướng? Cùng phương và cùng tần. Thứ hai là độ và pha các bạn. Không đổi thời gian, có thầy còn nhớ sao người không nhớ vậy? Thầy khi cách đây 7 năm rồi. Có rồi không gì mà thầy dạy. Nhớ giùm cái. Rồi ơi, 2B cách nhau 20 các bạn. Rồi bây giờ điểm thuộc đoạn AB. Đó bạn. Cách trung điểm AB. Này, trung điểm AB đây. Ồ. Một đoạn gần nhất là 1,5 thì nó không dao động. Ôi, đố mọi người điểm gì luôn á. Không dao động là gì? Đố mọi người biết. Là gì? Cực tiểu. Đúng không? Đó bạn. Đó là cái điểm không dao động là điểm cực tiểu. Vậy khoảng cách giữa hai điểm xa nhất có biên độ là 7 cm trên đoạn nối hai nguồn bằng nhiêu? Rồi ok. Thì dễ xa xa chứ. Dễ gần quá. Rồi A đây. Rồi về đây. Mọi người ơi, từ đề bài này nó hỏi khoảng cách giữa hai điểm xa nhất có biên độ bằng 7 cm. Đố mọi người biên độ 7 cm là đường điểm gì? Điểm cực gì? 7 cm cực gì? Rồi thì chương trình nha. U1 bằng 3 cos. U2 là 4 cos. 4 cộng 3 bằng 7, nó là cực đại. Vậy thay vì nó hỏi khoảng cách giữa hai điểm cực đại xa nhất, nó hỏi khoảng cách giữa hai điểm có biên độ là 7 cm. Thì chúng ta phải nhận biết rằng là gì các bạn?
3, 4 cộng lại bằng 7. Nó là cực đại. Rồi ok. Gặp cho Khoa bước đầu tiên tìm gì? Tìm gì không? Trời ơi, đó Khoa mà tìm tình lượng Khoa đầu tiên. Tìm gì các bạn? Tìm lâm đà bước sống, đúng rồi. Rồi thì bước sống có chưa? Để coi chưa ra chưa? Chưa. Tìm được không? Được. Dựa vào gì? 1.5. Này cực đại, này cực tiểu gần ngô nhất. Nghĩa là phải cách giữa đại và tiểu lâm đa phần. Rồi. Rồi mọi người, nó bảo là mọi người điểm thuộc đại nam AB cách trung điểm AB gần nhất 1.5 xăng là không phải động, nghĩa là cực tiểu. Đồng nghĩa với O là cực đại thì điểm này là cực gì? Cực tiểu gần nhất. Cực đại cực tiểu lambda phần 4 bằng 1.5. Xin lỗi, lambda bằng mấy? 6. 6. Dễ không? Quá dễ. 6. Giờ nó hỏi khoảng cách giữa hai điểm xa nhất. Ủa, hai điểm xa nhất trên AB đó mọi người, có phải chính là hai phần ngoài cùng không? Đúng rồi. Đúng không? Có phải hai phần ngoài cùng không? Khoảng cách điểm này và điểm nào bạn? Điểm này. Đúng không? Là hai phần ngoài cùng. Đồng ý không bạn? Vậy bây giờ để biết hai phần ngoài cùng là nhiêu thì mình phải đi tìm gì bạn? Số điểm cực đại trước cái đã. Để biết coi ngoài cùng cao bằng mấy. Biết coi bên này là cao bằng mấy chứ. Ok không? Rồi ok, vậy bây giờ nè. Đường cực đại và điều kiện K lớn hơn bé hơn nhiêu vậy Thiên Phúc? Lại cho trên khoảng nối hai nguồn. K bé hơn nhiêu, lớn hơn nhiêu? K lớn hơn nhiêu? Trừ ra bên tàu ao. Gì nữa? Chia lâm ra, ủa này về nhà học hành với trời. Tiếp bên kia là gì? Không khỏi nói gì, nghe người nói. Được rồi bạn, ok không? Rồi mình sẽ ra ca, mình chạy từ máy đến máy. Từ máy đến máy. Từ trừ 10.3. Trừ 10 qua sắp xỉ gì? Trừ 3.3. Mấy? 3.3 đến 3 phải gì? 3.3. Đúng không? Vậy hai cái ca ngoài cùng là ca bằng mấy? Ca bằng mấy vậy Thái? Hai cái ngoài cùng này nè, xa nhất này đúng không? Là ca bằng mấy? Ca bằng mấy? Ca bằng trừ 3 và ca bằng mấy mọi người? 3. Vì nó hỏi khoảng giữa hai điểm xa nhất cực đại. Đúng không? Xa nhất phải là hai thằng ngoài cùng không? Đúng không? Đúng không? Được không Thái? Được không vậy? Hỏi thiệt, ok không? Đố mọi người ơi, hai điểm xa nhất là nằm trên AB mà. Rồi vậy hai thằng xa nhất mà trừ 3 với 3 thì tìm sao bây giờ? Mọi người bài này có rất nhiều cách tìm. Nhưng cách dễ nhất cho mọi người luôn á là mình sẽ ngồi đếm. Chính giữa cao bằng mấy? Không. Được. Tiếp tục cao bằng 1 2 3. Bên này trừ 1 trừ 2 trừ 3. Mà cứ mỗi khoảng 2 đại lên biết là nhiêu? Lambda chia mấy? Lambda chia 2. Rồi, 1 lambda chia 2, 2 lambda chia 2, 3 lambda chia 2, 4 lambda chia 2, 5 lambda chia 2 và 6 lambda chia 2. Rồi, 6 chia 2 là 3 nhân 6 là 20. Ủa, đếm gì vậy? Tính gì vậy? 6 6 và 6 chia đôi là gì vậy? 18 chứ thua. Nếu mà nếu tính tính sao hả? Thế vô lấy D1 chia D2 là nhiêu? Thế vô D1 chia D2 là nhiêu? Tìm cái x này, tìm cái x này ứng với k bằng 6 ra được thằng này. Tìm cái x này với k bằng trừ 6 à, trừ 3 chứ 3 chứ là trừ 3 thì tìm x cộng 2 x với nhau gì? Ít đâu, ít đó là thằng tâm ra phần tư, tiệm đại, tiểu à. Ít là tiệm bất kỳ, tiệm ít ở ngoài này. Cộng ít ngoài này, cộng lại, là mình làm vậy chi, đếm mà dễ. Thì hay tiểu cũng xa nhất ra. Điểm xa nhất tiểu nhân đề đó là tiểu chế động như độ 7 xăng à. Đúng rồi, đúng rồi.
gì? À, dùng tự luận tính chi ngồi vẽ hình ra là 10 điểm rồi. Ok, giờ không biết vẽ đúng không? Không biết vẽ đúng không? Mình làm khó nhau đúng không? Nè, thay vào đây K bằng 6. Rồi đây à, K bằng 6 vô, K bằng 3 vô, tìm được X 1 khoảng. Rồi K bằng trừ 6 vô, tìm được X 2 khoảng. Lấy 2 cộng này cộng lại với nhau, trả đến số. Đúng không? K bằng 6, K bằng 3, K bằng trừ 3, thay vào tí thì hai này đối xứng nhau mà. Tính bên thôi là chỉ đôi ha. Nó khổ ghê lắm. Nè, ôi trời, chúng ta phải làm trò này đúng không? Mấy? Ba đúng không? Đúng không? Đúng. Trời ơi. Một cái đàn đàn đúng không? Nhân đôi là ba đàn đàn. Trời ơi, làm những chi? Trời chỉ dễ, đừng dễ. Dù như nó nhiều điểm mà. Believe me. Believe me. Tích cực quá. Nồng ấm quá. Được không cô gái? Rồi, tiếp cái bé ơi. À, cái bé là cái thầy 60. Ví dụ của cái 3C cho 60. Được không? Giờ bài thử nha. Gắn là khai học xong nha. Lo lo bữa này làm bài là cũng được. Hả? Thank you.
Chắc hôm nay mọi người phải cố gắng làm giao dòng 1 phút đó mà. 1 phút ở đây. Thì mỗi một câu phải làm giao dòng 1 phút, không hơn không kém nha. Về nhà mọi người đặt đồng hồ thì mọi người tự làm lại những cái này vòng 1 phút. Bên này là AB phần lambda nhưng mà trừ đi. Ô lấy mỗi thai à. Lỡ mà đi lấy mỗi thai rồi. Rồi tính là gì vậy? Trừ mấy? Trừ 10.5 đến mấy? Đến 9.5. Vậy là
20 điểm không về. Ok, đừng bị gài ha. Giữ nó phụ. Rồi nha mọi người. Thở xíu, kiểm tra. Đi xong chưa? Hiểu bài không vậy? Có thể xua thì là bài mình nghe. Lan ăn nhiều phương ăn cũng ra rồi. Gia bảo Đức Bình gì? Minh Đức Thanh Giang Đức Hải Chọn Thánh Linh xong rồi là thầy câu 7. Câu 7 trang 61. Trời ơi, bà còn nhiều lắm nữa mà chị. Nè. Bảy D đúng. Bảy xong rồi là câu câu số 9, câu 11. Mày sửa hết 7 chứ 11 luôn. 9 chứ 11 là 11A.
gì cơ? 7 đoán gì? Cách nào thầy vậy? Em đang có đoán gì? Ra B hả? Câu D. Ừ, câu D thì đúng rồi. Như vậy thì bài 11 nó sẽ bắt cái quạt đúng không? Đúng chính xác. Tại sao vậy? Bởi vì trên đoạn EF đoạn thẳng. Được. Đoạn này có nguồn không? Không. Đúng không? Đoạn không có nguồn, không có. Vậy là nếu mà dính nguồn không. Dính nguồn nghĩa là khỏi bằng liền. Bởi vì nguồn không phải là cực đại cũng như cực tiểu. Ok. Rồi giờ bạn đề cho AB là nhiêu các bạn? 4,5. Mà AE bằng EF bằng FB. Nghĩa là mỗi đoạn mấy lambda? 1,5 lambda. Rồi AE EF FB mỗi đoạn là 1,5 lambda. Ok không? Rồi ok. Vậy bây giờ đề hỏi có bao nhiêu cực đại và cực tiểu nằm trên đoạn F. Rồi mỗi cái không mỗi nằm. Ôi bài này rất dễ mọi người ơi. Hỏi cực đại thì mình dùng gì? D1 trừ D2 bằng K lambda. Sau đó ta cho chạy như vậy chạy điểm. Đúng không? Xét điểm M. Có bằng không? Có. Vì đề hỏi trên đoạn. Mà đoạn này có nguồn không? Không có nguồn. Có nguồn là bỏ bằng liền. Để bạn nhớ nha. Có nguồn đồng nghĩa việc bỏ bằng. Và sẽ gặp những từ ngữ ra nha mọi người. Người ta hỏi là trên đoạn. Đã hỏi đoạn tính luôn 2 đồng bút. Hoặc nó hỏi là trong khoảng giữa 2 điểm. Vậy có tính 2 điểm không? Có không? Không. Đúng rồi, nếu như đề hỏi là trong khoảng giữa 2 điểm nghĩa là ta không tính 2 điểm các bạn. Đúng rồi, tiếng Việt hay tiếng Việt. Rồi bây giờ chạy điểm mọi người. M trùng E D1 bằng mấy? M trùng E D1 là khoảng cách từ nguồn 1 tới điểm mình xét là đoạn nào? Đoạn là Thiên Phúc. Điểm A. D2 A gì? M trùng E thì D1 là khoảng cách từ 1 tới điểm mình xét là A gì? AE. Rồi D2 bằng mấy? Các bạn tự làm. D1 là gì biết không? Biết ý nghĩa cái chữ D1 nghĩa là nói về điều gì không? Không. D1 là khoảng cách từ nguồn phát sóng nguồn 1 đến điểm mình xét. Còn D2 là khoảng cách từ nguồn số 2 đến điểm mình xét. Vậy khi trùng E thì D1 là E nguồn 1 đến đây. Vậy D2 là đoạn nào? Là đoạn nào? Nguồn số 2 là nguồn nào? Vậy là đoạn nào? Đoạn nào? AB. Điểm mình xét điểm nào? Ủa thằng này về không đọc bài, không chú ý bài gì hết là sao trời? Rồi tiếp. Trùng F. D1 là đoạn nào? Chính xác. Dễ tha. Đúng. D1. Thằng mình bớt nói. Tiếp D2. FB. Có bằng không? Có không? Có bằng. Ok. Về nhà coi bài dùm nha. Bớt lười biếng vừa thôi. Kêu đi phụ đạo cũng không đi nữa. 1,5 nè đúng không? Trừ B là mấy lambda? 3. Bén bằng cao lambda. Bén bằng FB là FA là 3 trừ cho 1,5. Rồi mình suy ra các bạn ơi. K chạy từ mấy? Trừ 1,5 đến mấy mọi người? Đến 1,5. Vậy mấy cực đại? Mấy cực đại? Trừ 1, 0, 1 là nhiêu? 3. Đúng không? Đúng không? Rồi tiếp mọi người ơi. Về cực tiểu thì cực tiểu mỗi bên trừ bớt đi mấy?
không phải năm. Vậy là nhiêu mọi người? Trừ hai đến gì? Đến một. Có cái bạn không? Có. Trừ hai trừ một không một bốn điểm. Đấy là câu. Hả? Em nói em là nó trừ em nó ép à? Không được. Tại vì em nguồn với ba bên thường em phải ép. Em làm vậy là hên không hên thôi. Cái lời khai bài. Tại vì đường đối xứng thì em còn làm được đúng không? Chứ còn những đường lệch đi lệch lại thì không được. Sao? Thì go go. Vì thế chị tuần đầu dự kiến là đầu tháng 10 sẽ vô điện thoại chị. Thì này còn sai thì ủa khẳng định luôn hứa luôn. Chị chịu lắm tuần sau. Không, chờ đến mơ thì chờ không thì chịu lắm không có chờ hướng thích phần đó luôn. Còn đang sẽ nó khó hả? Không, tại nó vector nó là tổng chính á. Chứ không phải có. Dễ đẹp hả? Rồi xong câu này các bạn làm cho mình câu số 9 nha. Với ông Khánh. Với ông Khánh. Câu 9 trang số 62. Được thay. Không được thùng. Được không? Phải lỡ lắm rồi chưa? Thông suốt nữa còn cái gì? Thiệt mà ôn cho thái dễ hơn đó. Được. Nó dễ. Nó được lắm. Nó vui. Nó vui mà. Chương 1 nó khó. Nhưng mà chương 1 dính. Tại ngày chưa gửi mọi người hãy cũng mức cũng hợp á. Đợi. Học cũng hợp. Đang suy nghĩ cách để cho mọi người dễ nhớ nhất. Chúng ta phải lâu một tí. Muốn sửa câu 6 hả? Đúng rồi. À, câu 6 chọn câu C. Tính cần điểm và nhân cho biên độ. A max là tổng 2 cái và A min là nhân 2 cái. A max là tổng 2 cái và 3/2. A min là 3/2/1. Nhớ không? Nãy mới nói A max là 2 cái cộng. Câu 9. Ủa, hai đứa làm bài rồi thì đợt lên nhanh, giờ đáp án. Tối hay gửi khuôn đáp án, cũng không phải là dàn hai câu nữa rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ nghe ha. Câu số 8. Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng phương cùng pha. AB cách nhau 8cm. Đúng vậy. Biết bước sóng lan truyền là Hà làm đà. Có 2cm hả? Nói gì không nói gì hết trơn. Đọc lộn đề. Hai nguồn AB 16 xanh. Lộn đề các bạn. AB là 16 xanh. Đọc lộn. Omega là Omega là 50mm. Đó bạn. Và bây giờ người ta bảo rằng là C là một điểm nằm ở đường cực tiểu. Đó bạn. Đó rồi. Giữa C và trung trực của AB
có một đường cực đại. Rồi bây giờ C là cực tiểu đó mọi người. Rồi ok, C là cực tiểu nha. Rồi đây, bé này cực tiểu nha. Mình chả biết C đâu hết. Đó đó, C cực tiểu. Và bảo rằng là giữa C, nhớ C là cực gì mọi người? Cực gì ạ? Ok, tiểu. Được chưa? Và rõ ràng là giữa C và đường trung trực sẽ có xuất hiện một đường cực gì các bạn? Cực đại. Đó, đúng một cực đại thôi. Đó. Rồi xong bài này hết. Cao mấy? Một. K này là cao mấy? Cao một cực đại. Đó. Cực tiểu này, cực tiểu cao mấy? Bằng mấy? Bằng không hả? Cái bé. Giữa hai cực đại mình còn có một cực gì nữa? Cực tiểu. Tiểu này mới không nè. Đúng không? Còn tiểu này là tiểu mấy? Tiểu 1. Tiểu 1. Được rồi. Ok mọi người ơi, đây là người giữa hai cực đại này mới có cực tiểu là bằng không. Còn tiểu này là tiểu. Tiểu 1. Đồng nghĩa việc rằng là gì bạn? AC trừ CB bằng K cộng 0,5 lambda thì ứng với K là mấy? K là mấy bạn? 1 là bằng 1 phẩy gì? 5 lambda. Muốn đề cho chưa? AC trừ BC là 17,2 nhân 36 mấy? 2 thì là nhiêu? Để ra thì nhiêu? 3,6. Lambda là nhiêu? Ta thích dùng cái nào bao nhiêu? 2,4. Xong. Ok. Đó rồi. Vậy chúng ta tìm được lambda rồi. Bây giờ nó kêu tìm số đại qua đoạn AC. Có giống bạn M nãy không? Nhớ là giống không? Cứ bổ cực đại cắt lại cái điểm. Một điểm. Vậy đếm thôi. Đó mọi người. Rồi ok, vậy đếm mọi người ơi. Về cực đại thì các mọi người nếu quen rồi, mọi người chỉ lấy AB chi gì? Lambda qua nhóm trừ vô là xong rồi. Đó mọi người, không cần phải ghi nhiều. Nếu như chưa quen thì chúng ta cứ lấy K lớn hơn bé M gì trừ AB phần lambda. Rồi. Rồi AB là mấy? 16 trừ 16 chia cho 2,4 là nhiêu bạn? Trừ 6 phải mấy? Phải 7. Đến K và đến gì? 6,7. Rồi vậy bây giờ cực đại. Vậy mé bên này mấy cái? Trừ 6, trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1 là 6 cái. Cộng 0 là mấy bạn? Cộng 0 là mấy? 7. Cộng mấy nữa? Cộng đây là mấy? 8. Đáp án 18. Rồi, nửa bên này nè là 6 cái. Cộng 1 cái là đường gì mọi người? Đường trung tâm. Đúng không? Cộng 1 cái nữa là cao bằng mấy đây? Cao bằng 1 này, tổng cộng là 8. Được. Được rồi. Nhìn hình học ra. Ra chỗ. Nếu mà di chuyển điểm C là hai trường hợp đấy thì nó vẫn là AC trừ CB. Di chuyển hai trường hợp sao đối với lại C di chuyển C trừ thì lúc này là trừ 1,5. Đối xuống là trừ 1,5. Tại sao cái AC trừ CB? Tại sao ra cái chỗ AC trừ CB? Tại vì điểm C là điểm nào cái tiểu. Thì hiệu khoảng cách là cao cũng là lambda. Đúng rồi, đây là D2 cái gì nữa. Đúng không? Cực tiểu là D1 nè. Đúng không? Đây là D1. D2 nè. Đúng chưa? Ok. Rồi, D2 có 17. Có một câu như sau. Nó không cho đường AC mà nó cho tia AX.
Có hỏi trong khoảng giữa hai nguồn có bao nhiêu cực đại? Đố mọi người, ở cho AB cho sẵn hết luôn á. Nó bày cho mọi người tất cả mọi thứ từ AB đến lambda, nó bày hết cho mọi người luôn. Và người ta hỏi trên AB, trên cái đường AX này bao nhiêu cực đại? Làm được không? Được rồi. Được, tìm tất cả các điểm trên AB đúng không? Mỗi đường cắt ngang mấy điểm? Một điểm. Xong bài, xong bài mình cũng một điểm luôn. Bởi sao vậy? Đố mọi người biết nếu như cho TAX có gì xảy ra? Có gì? Có gì? Kéo dài ra thì sao? Hỏi vô tận. Mà là sẽ có các khi là pull phía bên này nó không cắt ấy. Đúng không ạ? Sẽ có những đường hẹp pull không cắt đại ấy này. Sẽ có những đường hẹp pull nó chỉ có như này, nó không cắt ấy. Vậy vấn đề ở đây ha, làm cách nào để loại được những đường không cắt AX? Mình sẽ gặp ở tuần sau này. Thì để cho mọi người nhá hàng thôi. Mọi người có thể coi ở câu nó có một cái dạng để riêng luôn rồi các bạn. Mọi người muốn coi trước thì mọi người cứ coi. Bài này không nằm trong đề thi. Không, thầy tìm cái đề nhé. Thầy chỉ đề dễ thôi. Tao đùa rồi, ok hả bạn, được không? Rồi mình qua một câu ở dạng này nữa ra, chuyển kênh. Chúng ta hãy coi giùm thầy câu 11 này. Câu 11 trang 62. Em có thể làm một cái đá xe cũng được. Như vậy là bạn có làm được trả tiền trên đại tham lưu. Sau đó mình đếm coi bây giờ có gì cái sẽ đầu từ đây cộng với giữa mà còn thế này. Còn không thể làm cái đại xe để chạy điểm mờ thì sẽ cũng được hai cách. Nhưng mà hai cách như cái câu A mờ này nó nào vậy? Ủa, cô Vũ nhà sửa vừa nói chuyện vừa cười thử luôn. Quán cà phê Đông Phương gì? Biết quy định là gì không? Một khi mang đồ ăn khác của quán, quán không bán mà vô trong đây thì phụ thu. Làm bài đi trời. Thầy bán ta bán kiến thức nha. Tại vì học đấy bạn, có chừng cứ ăn chân trâu chưa, viên trâu nó chèn hết thì đây khỏi làm bài. Giờ bây giờ câu 11 chèn sau hàng. Kính chừng mọi người cố gắng là phải chừng nha. Bây giờ những câu dễ, đúng không? Sẽ có rất nhiều câu dễ trên đó. Đây là những câu mà cho mọi người vận não. À, buổi B lần sau mình sẽ là có một buổi đầu giờ nha các bạn. Đầu giờ các bạn có thắc mắc điều gì á, các bạn gửi cái thầy trước nha mọi người. Bạn kính trường nếu có thắc mắc tuần này, nếu mọi người thắc mắc điều gì á, thì thầy có sẵn bài trong đầu rồi, hiểu không? Thầy sẵn bài trong đầu giờ buổi B cho mọi người làm câu gì rồi. Rồi, hai điểm AB cách nhau 13 sao các bạn ơi. Rồi, ở đây có lambda là 0,5. Điểm M là điểm trên mặt nước cách A và B một khoảng là 12 cm và 5 cm. Rồi mình chả biết nằm đâu hết, mình biết chắc chắn là chỉ phía nào? Phía B đúng không? A mở dài mà. Chả biết nằm đâu hết. Một cái là 10 gì? 12, một cái là 5. Vậy nó bảo gì các bạn? Điểm N đối xứng với M qua AB. Đây đối xứng hai nằm nhau. Có bao nhiêu phi bạc bôn cắt mở nào?
Rồi đây là bài toán này cả một vấn đề. Một khi được bôn cắt MN mấy điểm. Nếu có khi được bôn cắt thì một khi được bôn cắt mấy điểm mà? 2 điểm. Và 2 điểm này chắc chắn sẽ như nào nhau? Đối xứng nhau qua AB. Đó. Vậy một số bạn sẽ làm bài như sau ha. Tìm cực kỳ các bạn. Cực kỳ. À cực đại đúng không? Rồi D1 trừ D2 bạn. K lambda. Rồi chạy điểm mọi người ơi. Chúng ta cho điểm E chạy. Điểm E bất kỳ đây. Chạy E trùng M. Rồi E trùng gì? N. Đúng không? Tìm nguyên đoạn MN mà. Thì E trùng M, E trùng N. Nhưng cuối cùng trùng M thì hiệu này với trùng N hiệu này có đổi không? Không. Y chang hết bài bí không điểm. Đúng không ạ? Đúng không? Vậy làm được không? Không. Nhưng chúng ta biết tính chất vậy bạn. Đối xứng qua gì? Qua AB. Đặt ra điểm Y nha bạn. Vậy lúc này chúng ta sẽ không làm nguyên MN nữa. Mà chúng ta cần làm mấy bên? Một bên thôi. Đúng rồi. Mình làm đúng một bên thôi bạn. Nghĩa là cứ ở đây có một điểm, ở đây cũng đối xứng qua cắt gì? Một điểm. Nhưng mà ứng với lại 2 điểm này là mấy hiệu môn? Mấy hiệu môn bạn? Một hiệu môn thôi. Ok. Vậy là chúng ta chỉ cần xét trên đoạn nào mọi người? Từ M đến gì? Đến Y mà thôi. Rồi, chúng ta chỉ xét trên M, Y thôi. Hình dung được chưa? Vì tính chất đối xứng nha mọi người. Rồi bây giờ mình chạy từ M đến Y mọi người ơi. Khi E trùng M. Khi E trùng M D1 bằng gì? Đúng rồi. Khi E trùng M D1 bằng gì? Nó lớn không nghe không nghe. Khi E trùng M D1 bằng gì? AM, ok. D2 bằng gì? Ok, DM. Đâu còn xét cái đoạn MY mà. Khi E trùng Y thì sao? A Y B B Y. Hình dung được không? Hiểu được nào xét trên MY không? Ok. Ok. Đó bạn, vì đối xứng ha, mình làm vậy khác dự tính 2 lần. Rồi ok mọi người ơi. Vậy AM có chưa ạ? 12. BM có chưa ạ? 5. K lambda không phải 5. Ai có chưa? Chưa. Tìm được không? Được. 12, 5, 13 là bộ 3 số Pythagore hả bạn? AM và MB vùng góc nhập. Ảo chưa? Bình phương đi, 12 bình cộng 5 bình. Mình ăn được là 169. Đúng không? Nói cái là 13 bình. Chắc được không? Cho đâu chế hoài đây. Đây tính để Pythagore đó. Đúng rồi ơi. Vậy tam giác AMB là tam giác vuông tại đâu các bạn? Vuông tại M. Ok. Mình dễ dàng tìm được AI và IB. Gì? Không, hãy tính AI với IB. Ừ đúng rồi, thì phải chứng minh là Pythagore chứ. Nó cho cái góc vuông chưa? Trái hoài. Bắn đúng đầu. Bằng 13. Rồi. Để nhắc vuông. Mà lỡ để ác chiến nó không nên đánh chuông nào được không? Được không? Được không? Không nên đánh chuông nào được không? Dùng gì? Định lý hàm cốt. Tính góc này dùng cốt. Để lấy hàm cốt tính góc này dùng cốt. Ok. Rồi giao góc chuông là dễ các bạn ơi. Mình dùng hệ thức lượng ha. AM bình bằng gì các bạn? AI nhân IB. Đó. Và suy ra được rằng là BI bằng gì? AB trừ AM. Rồi tính hệ của AI là như vậy. AI nhân AB chứ đâu. Bấm là như vậy. AI bằng AM mấy? 12. AI chứ. AI bằng mấy? AM bình kia AB là gì?
sắp xỉ. Gì vậy? Tính gì vậy? Rồi. Tính nhiêu vậy? Bao nhiêu? Hơn 60 phần 13. Mày tính 7 á. Sắp xỉ nhiêu? 4,6. Lấy 20 trừ đi mọi người ơi. 13 trừ đi anh em. Thế 13 trừ số này anh em. Một hình dung đúng vậy? Hức lượng á, A mà mình nè bằng A y nhân AB. B mà mình bằng B y nhân B mà. Đúng rồi, thế này. Rồi à, trừ ra được là 11,07 trừ cho 1,93 ra nhiêu vậy? Rồi K từ mấy mấy? Chạy đi, nhiêu? 9,14 bên trái. Mấy? 7. Mấy hiệp 1? 7. Mấy? Mấy? 7. 8. 9. 3. Chị không làm chưa? Được mà. Hiểu quá. Thì ra thấy nó kỳ kỳ. Thôi hết điện đúng người, đúng người. Tưởng sai, nhiêu nhiêu? Nhiêu? 14 đến mấy? 19. Mấy? 18 phẩy 32. Bạn không? Có. Có bạn không? Có. Có không? Có. Có. Vì đây là gì bạn? Đoạn. Dự án là mình nhiêu bạn? 4 điểm. 14, 15, 16, 17, 5 điểm như quên. Đếm sao không đề. Cái gì mà nay tiến hành một cái bài 5 đứa rồi trời. Bây giờ 3 đứa này, 2 đứa kia giờ thành 5 đứa luôn rồi. Ok các bạn, nhớ nha. Vì lý do hỏi đoạn nên ta sẽ chấu bằng nha bạn. Hai điểm này thôi là buồn. Ôi trời ơi, nay còn mấy câu nữa. Còn 3 câu nữa về. À, người ta hỏi số thì hiệp bồn. Trên hay dưới thì mấy hiệp bồn? Một thôi. Nếu người ta hỏi số điểm trên MR thì là mấy điểm mấy bạn? Mấy điểm? Nếu hỏi số điểm trên đoạn MN thì mấy điểm ạ? Mấy điểm mọi người? Mấy? 10. Đúng không? Thì ta hỏi số khi bạc bôn qua MN mấy cái? Cứ 2 điểm là mấy cái? 1. Được không? Còn ta hỏi số điểm trên MN đại là 5 x 2 là 10. Ok không? Bởi vì 2 điểm là mấy hiệp 1? 1. Rồi các bạn ơi, các bạn ơi. Ok không? Được không? Được không Khánh? Được không Khánh? Xua. Chắc gì vậy? Chắc nha. Hôm sau là không phải. Được này không phải. Gì? Sao thôi? Là chắc hay không chắc phải thiệt. Chắc là không bị bạn được. Chắc là không bị bạn được đúng không? Rồi nghe. Nghe. Bây giờ người ta đến với một phần tiếp theo các bạn. Người ta sẽ hỏi số cực đại và số cực tiểu trên một cái đường bao. Nghĩa là sao ạ?
ai vòng lớn này. Rồi vậy nè mọi người ơi, bây giờ nếu như có một cái đường bao quanh đoạn này thì cứ mỗi đường Vân Gia Khoa ha, Tần Tiểu cắt đường này mấy điểm? Cắt lại mấy điểm? Hai. Vậy hỏi số điểm trên đường này dao động cực đại, mình chỉ cần lấy số K 6 là gì vậy? Nhân mấy? Nhân 2. Ok. Tuy nhiên sẽ có những đường rất éo le. Ví dụ đây mọi người. Rồi ok, ví dụ hỏi hai điểm hai nguồn AB nha. Rồi đây cực đại đó mọi người. Đâu? Cái này cực đại. Cực đại. Vậy nếu như một đường bao này thì cắt mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đây cực đại nữa chẳng hạn. Đây cực đại nữa. Nhưng bây giờ lỡ đường bao nó làm như thế này. Vậy một đường cắt đây mấy điểm? Mấy điểm bạn? 2. Một đường ở đây mấy? 2. Cắt đây mấy? Nhưng ở đây mấy? 1 điểm tiếp xúc. Nhìn đây bạn. Vậy chúng ta để ý, lỡ bài toán nằm trong diện cái điểm đó là ngay đúng cực đại hoặc cực tiểu, ta phải chú ý coi coi nó có tiếp xúc với đường chúng ta xét hay là không. Được không ạ? À? Chú ý nha. Rồi giờ mọi người làm thử cái này có một người. Có một người hoàn toàn tự tin làm được. Câu 1 trang số 60. Mấy? Xong rồi. Câu này hoàn toàn tự làm được nha bạn. Tự làm đi. Đừng chờ đợi chi. Hương Nguyên làm bài đi Hương Nguyên. Mình nói nè, thở mình
Chịu trời. Rồi. Ai. Anh chè. Ổn anh chè. Mới là mũi thôi. Lâm đa nhiêu bạn? Mấy? Ba. Giỏi. Bây giờ nó hỏi gì? À, nó cho đường tròn tâm ô bán tâm là gì bạn? AB, trung điểm AB bán kính là mấy? 6. Rồi vậy đường tròn ra. Bài này mọi người khỏi tính, mọi người nhẩm được như cực đại luôn á. Hãy nhẩm được nha. Mọi người không biết. Nhẩm cho coi nè. Phần 3 khoảng cách là nhiêu? Khoảng cách là cực đại cũng tiếp là nhiêu? Máy. Khoảng cách giữa hai là liên tiếp. Ok, là chia 2 đúng không? Vậy là chia 2 là mấy? 1.5. Đâu là chia 1.5. Vậy bán kính là mấy? 6. Không rồi đúng không? 1.5 là hình đại. 3. 1.5. 6. Đếm được luôn. Đúng không? Hỏi thằng nào? Đúng rồi. Mình có thể đếm một cách dễ dàng hay lấy lại nè. 0 ở giữa đúng không? 1.5 3 4.5 và 6. 6 là ngay mép hoặc cùng luôn. Đó. Ô quá ghê. Còn người không ghê như thầy thì mọi người có thể tìm một cách khác tính từng đoạn. Đúng không? Đặt đây là E. Đặt đây là gì bạn? F. Nguyên đoạn AB là mấy bạn ơi? 16 trừ đi 6, 6 là 12 là được nhiêu? Nguyên đoạn AB là nhiêu? 16 nè, trừ đi 12 là mấy? 4. Vậy một khoảng là 2. Mọi người chạy khoảng từ AZ. Đó à, cũng được luôn. Ok mọi người. Rồi cho chạy khoảng nha các bạn. K lambda được cực đại mà. Chạy từ là AE trừ gì? EB. Đó là trùng E. Trùng F thì là AF trừ BF. Đó rồi. Rồi mình nhìn trùng với một nguyên quen thì làm rất lẹ ha. AE là 2, EB là 2 cộng cho 12 là 10, 14. Bé K lambda bé hơn 14 trừ 12. Rồi sẽ là K nhiêu? Có bằng không? Có bằng không hả? Có bằng không? Có không? Có bằng chứ, vì trên đoạn này mà. Đoạn này đâu phải là buồn đâu. Đó bạn. Đâu phải là buồn đâu mọi người. Nên phải có dấu bằng. Rồi như mọi người ơi. Trừ mấy? Trừ 4 đến. Đến 4 thì rõ ràng mỗi bên 4 4 không? Đi chèn lại mới đến không? Được không ạ? Được không? Rồi bây giờ mọi người ơi, vậy tổng cộng là mấy điểm? 8 9 9 x 2 18 chọc con C đúng không? Không, xe bé. Rồi vậy nè mọi người ơi. Vậy mình có K bằng 4. Rồi đây, K bằng mấy đây? 0. Kế tiếp 1 2 3 4 ngay sát đó. Rồi. Được chưa? Vậy mấy trong đây cắt vừa đây. 2 4 6 7. Đối xứng qua là 7 2 10 14 15 16. Đáp án là câu. Tại vì nó nghe 4 luôn. Ngay 4 là cái đường này cắt cây cái mép này. Được. Đó, ngay cao 4 là ngay cái điểm cực đại. Thú vị không? Rồi cái này tương tự đó mọi người ơi. Đây, trừ 1 đó mọi người, trừ 2 trừ 3 và trừ 4. Nghe
ngay mép luôn. Mọi người không rành á, mọi người có thể đến một bên nhân đôi cộng đầu cuối ở cái chữ cao không nữa. Đây à, 1, 2, 3, 7, 2 là 6. 1 là 7. Rồi, 7 lật qua đây là 14. Hai cái đầu mút này 15 và 10 thì 6. Ok. Được không ạ? À? Tuần sau cái gì đâu đủ ghê đi học, nhớ mang theo nhiều dưỡng chất nạp năng lượng cho não. Không, cái đó sẽ làm che lấp những cái vết nhăn còn lại của não á. Gì? Để không là ta chiết xuất. Ok. Ok, ok. Được không mà Hải? Phúc được phúc. Ok, ba cô gái. Uống khỏi kiến thức nó trôi luôn á nhà hả? Rồi ok, bây giờ mình qua dạng cuối cùng mọi người ơi. Trước khi mình nghỉ. Số 5. Mấy bạn xin sư một câu thôi nha, để mình biết cái mùi vị như thế nào. Vị trí cực đại, cực tiểu trên một cái đường BZ vuông góc với lại AB. Tại A hoặc là tại B. Cái này thì đơn giản. Đố mọi người nha. Nếu trên một tia BZ đó, thì một hyperbol cắt tia là mấy điểm? Mấy điểm? Một hyperbol này cắt tia là mấy điểm? Một. Nhưng xét một cái đường vô hạn cắt mấy điểm? Hai, ok. Rồi người ta bám vào một cái điều này, người ta sẽ nói mọi người ha. Điểm nào là điểm cắt xa nhất? Và điểm nào là điểm cắt gần nhất? Thấy không? Nhìn này mình thấy không? Cái điểm mà cắt xa thì là xa. Nghĩa là cao sẽ là gì? Sát nhất thôi. Cao một. Còn cái điểm mà gần nhất nghĩa là ca sao vậy? Ca lớn nhất. Đúng rồi rồi. Đây là cái phần giao thoa này, đường thiệu môi đây này. Cái đường mà xa B nhất. Đúng rồi, B xa B nhất chính là thằng ca bằng bằng 1. Còn cái đường đó mà gần B nhất chính là thằng ca gì? Thằng ca lớn nhất trên đoạn nối ra B. Ok. Rồi bây giờ chúng ta hãy qua thử một câu thầy nhé bạn. Chúng ta hãy qua câu 1 đi mọi người. Ờ, trong đề cương á, cái này là cái phương pháp làm bài để mọi người lỡ mùi quên á, mùi đọc lại mùi gợi nhớ. Đó mọi người, mọi người chú ý ha, làm bài bí á, cố gắng đọc lại phương pháp chung cái mọi người. Ghi rất kỹ cho mọi người ha. Rồi, giờ mọi người coi thầy câu 1 trang số 64. Nhìn này thật. Thôi xỉu quá. Mình có Samsung ta. Ta dùng iPhone. Sắp rồi. Không hề tỷ nào mua. Không, tiếng khó đẹp hả? Đẹp thiệt. Rồi trên mặt bề. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. Và F bằng 25 hẹn bình nửa bình. Ai em sure? Chắc không nhờ nói thiệt á. Đừng, đừng chọc phút chơi nữa. Hai bay cùng học đi thiệt á. Đôi bạn cùng tiếng mà hai bay đứa này chơi, đứa kia chơi theo rồi sao? Hai đứa dưới kia. AB khoảng cách là nhiêu bạn? Mười mấy? Mười? Mười sáu? Ok rồi, khoảng cách là 16 rồi. Rồi, tần số 25 hẹt, tốc độ điện sóng là 80, lâm đa bằng mấy? Mấy vậy? 3,2, ok. Rồi, đề bảo xét các điểm trên mặt chất lỏng nằm trên đường vuông góc AB tại B. Rồi, đường vuông góc với AB tại B hả bạn?
người ta nói xấu ấy. Ba người đúng chưa? Người ta gọi những điểm cách B xa nhất, đúng không? Điểm này biên độ cực gì bạn? Cái điểm này giao động biên độ với bạn cực gì ạ? Cực đại, cực trị, đứng lại nói đó bạn, đó và điểm cực đại xa nhất. Xa nhất là nằm ở đâu bạn? Nằm trên. Đó rồi. Mà xa nhất đồng nghĩa với việc K của nó phải là K gì? K nhỏ nhất không? K bằng 1 không? Đây rồi. Đây xa nhất. Đây đây không rồi. Đây cái điểm gì rồi? Điểm điểm P. Đúng chưa? Và điểm gần nhất nghĩa là điểm mà K nó phải gì vậy bạn? Lớn nhất. Đâu gần nhất mà. Đây. Điểm là điểm gì đây? Điểm điểm Q. Đúng không? Và đề nói là gì mọi ơi? Cái điểm xa nhất đó nó có khoảng này nè. Khoảng này là Z gì? À, Z là ZB. Đó, và phải là Z gì vậy? Z Q. Rồi tìm ZB trừ hướng Q. Nói chung là đề cái này ZB trừ hướng Q gì đó. Bước 1, chúng ta phải tìm coi là gần nhất căn 1 biết rồi. Vậy căn max là bao nhiêu? Đúng rồi. Mình biết chắc chắn K là K bằng mấy bạn? K bằng mấy ạ? K là K bằng nhiêu mọi người? K bằng 1. Nhưng biết K là nhiêu chưa? Chưa, nhưng mà K xa nhất. Rồi tính mọi người ơi. Thì đã tính chìm, tính một bên thôi được rồi. Lấy AB đâm đà, lấy số lớn nhất. Đúng không? Đúng không? Rồi. Mình biết K nè, chắc chắn nó sẽ bé hơn AB phần lambda là nhiêu vậy? 16 phần 3 cái 2 là nhiêu vậy? Mấy? Bằng 5. Có lấy bằng không? Không. Có lấy bằng không? Không. Vì là hai nguồn. Hai nguồn phải bỏ nguồn vô. Cho nên là K max bằng mấy các bạn? K max bằng mấy? Bằng 4 rồi. Chú ý. Nhớ các bạn ơi, chúng ta không lấy dấu bằng nha các bạn. Được chưa? Không lấy bằng ha. Cho nên là K lấy bằng mấy? K bằng 4. Rồi ok. Vậy giờ chúng ta xét từng điểm mọi người. Vậy cái điểm mà B á có phải là điểm giao động biên độ cực đại không mọi người? Đúng không? Và điều kiện là gì các bạn? Điều kiện cực đại là gì? Rồi, đó là D gì các bạn? D1 trừ D2 bằng K lambda. Mà K bằng mấy? K là K bằng mấy mọi người? Bằng 1. Đó. Vậy ta có nè, D1B trừ D2B bằng K lambda. Đó, K lambda. Mà vấn đề là K bằng mấy? K bằng 1. Mình nên tìm gì? ZB. D1 có chưa? D1 có chưa? Chưa. Nhưng tìm theo ZB được không? Được. Dùng gì vậy? Beta. Beta gốc. Gốc này là gốc gì đây? Góc buồn. Cho nên D1 chính là bằng gì? AB bình cộng ZB bình lấy. Lấy căn. Đó rồi là D1 nè. Chính là căn của gì? AB bình cộng cho gì vậy bạn? ZB bình phương lấy căn không? Còn D2 khoảng cách từ nguồn 2 đến điểm xét chính là Z gì? ZB. Và đề cho đúng là 1 lambda là mấy? 3,32. Rồi C là ZB. Được không ạ? Điểm quy tương tự không mọi người? Tương tự. Đúng không? Điểm quy tương tự. Đây, điểm quy tương tự. Mình cũng có D gì? D1Q trừ D2Q bằng số nguyên là lambda. Mà K là mấy? K là mấy các bạn? 4 lambda. Rồi suy ra căn D1Q cũng là AB bình cộng gì? Cộng cho ZQ bình.
Được. Và thằng là D2 cũng là xếp gì? Xếp quỳ. Và đây là 1-4 lần 3 phẩy. Và B2. Rồi mới là xe luôn xếp quỳ. Rồi trên là nhiêu vậy? Trên là 3,8 vậy. Bấm đi AB có rồi, AB là bằng mấy? 16. Nhiều anh, xếp B là nhiêu? 3,8. 38,4. Xếp quy là gì? 3,6. Hợp lý rồi. Hai cái mấy này trừ hai cái kia là gì? Các bạn gặp cụ. Cụ C. Hay mà đúng không mấy bạn, thú vị mà. Đúng vui luôn trời. Rồi, chúc mọi người cũng không?